À ok, chào bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình thì anh em có thấy gì đây chưa? Đây là hai bộ ngọc rồng 1 sao, từ 1 đến 7 sao luôn. Và hôm nay em sẽ gọi hai con rồng lên nhá. Thì hiện tại cũng sắp đến Giáng sinh rồi, nên là mình sẽ gọi hai con rồng lên để gọi là đón Giáng sinh ấy. Ok, bây giờ là 1:54, cũng rất ít người, nên là mình chỉ gọi một phát được luôn mà. Đầu tiên là một bộ trước này, đó gọi rồng thần 1 sao. Tên. Đây, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước, ngươi có 5 phút để quyết định. Và mình sẽ ước lấy 1.500 ngọc nhé. Ok, giàu có 1k5 ngọc. Điều ước của ngươi đã trở thành sự thật. Ok. Và trước tiên là mình sẽ đi mua bông tai. Chứ mình gọi mỗi lần gọi rồng thì mình phải đợi là 10 phút mình mới gọi lại được. Nhầm. Đúng chạm tới vũ trụ rồi. Cuối cùng sắp có bông tai các bạn. Hàng độc này. Đó là một cái bông tai. Vẫn còn 1.300 ngọc kìa. Mình sẽ mua capsule đặc biệt nhé. Mình tính là mình gọi hai bộ để là mua bông tai này, capsule đặc biệt và bùa đệ tử 1 tháng. Đấy là kế hoạch của mình. Ok, mà chắc mình mua luôn capsule đặc biệt rồi đấy anh ạ. Thấy chưa? Izelia Kid đã có bông tai khi mới chỉ có 3 triệu sức mạnh thôi. Nói chung là bây giờ thì điều kiện của mình nó cũng đỡ hơn nên là cày nick này cũng dễ hơn thôi. Như trước mình cày nick Pluto Kid hay nick 9 ấy, cũng rất là vất vả vì lúc đấy mình hơi nghèo ấy. Cái cất cái găng lưỡng long đi này, cất cái quần đi nữa này. Quần hút máu phải để lại chứ nhỉ. Từ từ đây, cất quần sực đánh đi. Đó, bây giờ mình sẽ đi mua viên capsule đặc biệt đấy nhá. Trong thời gian đợi, trong mỗi lần gọi xong mình phải đợi 10 phút mình mới gọi tiếp được. Mình phải chọn thời gian ban đêm mình mới gọi nhá, chứ ban ngày mình không gọi được, nhiều người quá. Ok, rồi xót tiền quá anh ạ. Bông tai và cao su đặc biệt đó, cao su thường chắc mình vứt cho ai dùng. Giữ lại đi khi nào còn sát đệ tử nữa. Nói chung là mình cứ chơi gọi là tạo thêm nick mới để chơi cho vui thôi mà. Thì đầu tư sau này thành siêu phẩm, có hai thằng xây ra đi săn boss này. Bá đạo rồi. Ok, cũng sắp lên 300 xuất hiện gốc rồi đấy. Và mình sẽ tạm dùng một chút nha. Ok, thì quay trở lại nào. Nhưng mà bây giờ chỉ còn 1 phút nữa là mình sẽ gọi được dòng thần. Sử dụng này. Đó, 1 phút nữa. Nhưng mà trong thời gian đợi thì mình đi dạo tí để xem nào. Xem cái bùa 1 tháng là bao nhiêu. Chúng mình mua bùa 1 tháng bao giờ. Bùa 1 tháng. Bùa trí tuệ 500 ngọc này. Bùa đệ tử 1.500 ngọc thì cũng đáng đúng không? Nhưng mà mua 1 tháng chứ đỡ phải mua nhiều. Ok nào, qua đây giao dịch. Qua đây gọi dòng thần. 46 giây nữa. Ôi hồ quá anh em ạ. Để xem có đồ gì thừa không. Có sao pha lê này. Đá vụn để vứt đi. Lằng nhằng. Đó, chặt hành trang quá. Ok, vậy là sắp được gọi được dòng thần rồi. 28 giây nữa. Mong 28 giây nữa nhanh lên. Ôi trời ạ. Chung là mình cũng sắp vào được doanh trại rồi. 230 sinh gốc. Chúng mình sẽ tranh thủ nốt đêm nay. X2 có X2 mình sẽ đi úp để tăng sinh gốc lên 300. 12 giây nữa. Ây da. 6 giây. Sao 12 giây xuống 6 giây nhanh nhỉ. Được rồi. Đây, lại một con rồng nữa. Chứ mà lần này là gọi thêm một con rồng nữa. Để xem cho anh em đến nào. Mà thôi bây giờ cũng khá là khuya rồi. Mình sẽ ước giàu có 1.500 ngọc. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua bùa đệ tử nhá. Mình sẽ mua bùa đệ tử 1 tháng. Đấy. Ok, mình chưa mua bùa đệ tử 1 tháng bao giờ. Xót tiền quá. Ây da, 720 giờ. Ôi phê anh em ạ.
qua đảo Guru để mình xem tiềm năng mình bao nhiêu một phát nhá. Chung là 300 ngọc này mình sẽ để khi nào cần thì mình để hồi sinh nhé. Đây, qua khu 9 đi. Rất ít người luôn. Đệ tử tấn công này. Cửa đen lên nữa. Mình sẽ đi mua thêm bùa chế tuệ nữa để cho nó tăng tiềm năng. Có nhiều tiềm năng mình đi nâng sức đề gốc được. Cố gắng nâng sức đề gốc lên 300. Mình cũng chả có tiềm năng để mà nâng kim HP nữa. Đang cố gắng nâng lên 300 này. Tới bùa 8 giờ luôn đi. Bùa 8 giờ nó rẻ hơn. Đây. Mình sẽ úp thâu đêm nay luôn nhá. Chứ mình thì xong hết slot đệ tử rồi. Đến giờ úp đệ tử anh ạ. Ok. Xem bao nhiêu tiềm năng của phát nào. 300 tiềm năng. Ghê. Sức mạnh lên 3 triệu chưa? Để xem cái găng này bao nhiêu sức mạnh nhỉ. Găng này là 3 triệu 2 sức mạnh. Mình thì 3 triệu sức mạnh rồi. Còn con đệ tử nữa thôi. Thôi chắc là clip mình sẽ tạm dừng đây nhá. Anh em xem được thấy hay thì nhớ bỏ ra vài giây để ấn nút đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.